Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ reaction một clip đến từ kênh Goji Center. Anh ấy sẽ phân tích chi tiết về bộ xương của Titan khổng lồ trong bộ phim GSK mới nhất. Chúng ta bắt đầu nhé. Một trong những khoảnh khắc gây kinh ngạc và đáng chú ý nhất trong phim Godzilla X-Kong là sự tiết lộ về con quái vật có thể là lớn nhất, nặng nhất, dài nhất và cao nhất mọi thời đại. Không, chúng ta không nói về Ghidorah, chúng ta không nói về Shimo, và không, chúng ta thậm chí không nói về con vật này với hộp sọ lớn. Chúng ta đang nói về một hộp sọ lớn hơn. Lớn hơn thế nữa. Hãy phóng to lên nào. Đúng rồi, phải như vậy. Đúng vậy, có rất nhiều điều để nói trong tập này. Nhưng trước tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ bất kỳ tập giải thích GSK nào sắp tới. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn khi nhìn thấy bộ xương khổng lồ này là thứ này lớn cỡ nào? Đầu tiên được tiết lộ trong một trailer của GSK, hầu hết mọi người đều chờ xem phim để tìm hiểu xem liệu có lời giải thích nào làm sáng tỏ bộ xương bí ẩn này không. Bộ xương này sẽ đóng vai trò như một cây cầu kết nối hai vùng đất bị chia cắt bởi một con sông dung nham đã chảy qua một hẻm núi trong một thời gian rất dài. Thật không may, chúng ta không có nhiều thông tin về thứ này trong phim, nhưng chúng ta có được một chút thông tin nhỏ trong cuốn tiểu thuyết. Trước khi chúng ta khám phá điều này, đầu tiên hãy lấy bộ xương này và cố gắng ước lượng kích thước của nó một cách sơ bộ. Chúng ta sẽ bắt đầu với hộp sọ. Cuốn sách nói rằng đầu của thứ này lớn hơn nhiều so với cầu, và bộ phim đã thể hiện điều này rất rõ. Nhưng chúng ta muốn chi tiết hơn để cho thấy bộ xương này thực sự lớn như thế nào. Chúng ta tạm ước lượng bằng cách sử dụng cơ thể của công làm tham chiếu và đặt hình dáng của nó nằm ngang trên bề mặt của hộp sọ này. Kết quả cho thấy chiều cao toàn bộ cơ thể của công có thể được đặt khoảng 5 lần dọc theo chiều dài của hộp sọ này, làm cho nó ít nhất phải đạt chiều dài là 513 mét, và đó chỉ là đầu. Đúng vậy các bạn, bộ xương khổng lồ này lớn hơn bất kỳ kaiju nào chúng ta từng thấy trong MonsterVerse. Để tham khảo, đây là Godzilla đứng cạnh hộp sọ. Tiếp theo là Titanus Kong. Vẫn chưa ấn tượng ư, thế còn Monster Zero. Và chúng ta có thể thêm cả Shimo vào nữa. Để cho vui, chúng ta có thể thêm cả bản công tuổi tin từ năm 1973. Chú ý rằng những chiếc răng nanh của kaiju này vượt qua kích thước của con vượn này, sánh ngang với công trưởng thành. Nhưng còn rất nhiều điều còn nói về con vật này. Đó không phải là một trò đùa, vậy nên chúng ta đã biết rằng chỉ riêng hộp sọ đã dài và lớn hơn bất kỳ kaiju nào trong MonsterVerse. Nhưng còn về chiều dài thì sao? Đơn vị đo lường tốt nhất mà chúng ta có ở đây là chính công, người đang đứng trên đỉnh hộp sọ này với chiều cao 103 mét. Chúng ta sẽ nhân hình dáng của nó nhiều lần dọc theo chiều dài có thể thấy của bộ xương này, tính toán về khoảng cách, làm cho hình dáng của nó nhỏ hơn một chút khi hình ảnh trở nên xa hơn. Chúng ta có thể đếm được khoảng 52 đơn vị, và nếu chúng ta tính toán xong sẽ nhận được một con số đáng kinh ngạc là 17.524 feet, đó là 3,32 dặm, hoặc hơn 5,34 km một chút. Tôi sẽ cho bạn một chút thời gian để thấm nhuần điều đó. Nhưng một số người trong chúng ta học bằng hình ảnh, vì vậy tôi đã chuẩn bị cho bạn. Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay tại thời điểm phát hành tập này là Burj Khalifa, cao 828 mét. Điều đó có nghĩa là bộ xương này dài gấp 6,5 lần tòa nhà cao nhất trên trái đất. Hãy thử một ví dụ rộng lớn hơn. Lưu ý rằng phần sâu nhất của đại dương là khoảng 7 dặm. Nếu kéo dài hoàn toàn, bộ xương này sẽ chiếm hơn 47% độ sâu này. Vì vậy, dù nó là gì, thì sinh vật này có thể bơi xuống đáy hố sâu này trong vài giây chỉ vì nó quá lớn. Ồ, và kích thước này chỉ tính cho những gì có thể thấy trong hình ảnh này. Có một khả năng nhỏ rằng đuôi của nó có thể kéo dài thêm nữa. Để tiếp tục hiểu kích thước của sinh vật này, chúng ta sẽ chuyển sang hình ảnh đầu tiên được phát hành về bộ xương này là lồng ngực. Chú ý cách cả Kong và Zuko trông rất nhỏ khi đi dọc theo xương sống của bộ xương này. Nhưng những thứ đó cao bao nhiêu? Nhờ có Kong trong đoạn phim này, chúng ta có thể sử dụng nó làm đơn vị đo lường và nhân hình dáng của nó khoảng 4 lần dọc theo chiều dài của xương sườn dài nhất ở đây, tức là khoảng 410 mét chiều cao. Để giải thích bộ xương này lớn như thế nào, hãy tưởng tượng bạn đứng gần tòa nhà Empire State ở thành phố New York. Một xương sườn cao như vậy sẽ đứng ở chiều cao này, vượt qua chiều cao tổng thể của tòa nhà, chỉ có đỉnh tòa nhà là cao hơn một chút.
Nhưng điều này dẫn đến một điều thú vị khác, đó là chiều dài của cái đầu. Ồ đúng, có vẻ như con vật này có thể có một cái đầu lớn hơn sau tất cả, vì chiều dài tổng thể của cái đầu này lớn hơn 5 lần chiều cao của Kong. Đặt hộp sọ này cạnh tòa nhà Empire State sẽ cho thấy rõ bộ xương này khổng lồ như thế nào. Nhìn chung, không gian bên trong lồng ngực này có thể đủ rộng để Ghidorah thoải mái đi bộ giữa lồng ngực khổng lồ này nếu nó nằm trên mặt đất. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến những lồng ngực lớn như thế này. Tiến xa hơn trong phim, chúng ta thấy rằng trong hang ổ của loài vượn lớn cũng có tàn tích của những bộ xương này. Như chúng ta thấy ở đây, nó lấn át mọi sinh vật sống ở đây, và vâng, thậm chí cả Simo. Thậm chí bộ sưu tập Playmates còn có những xương xương khổng lồ này làm phụ kiện bổ sung. Vậy cuốn sách nói gì về những tàn tích này? Không nhiều, nhưng nó xác nhận rằng đây thực sự là những sinh vật sống. Trước đây chúng ta đã thảo luận về khả năng nhỏ rằng những bộ xương này được chạm khắc bởi loài vượn lớn và phục vụ như một cây cầu, chỉ vì thứ này có vẻ quá lớn để phù hợp trong vũ trụ điện ảnh này. Cuốn sách nói ngược lại, xác nhận rằng những sinh vật này thực sự đã tồn tại vào một thời điểm nào đó và vì lý do nào đó đã tuyệt chủng. Điều thú vị là đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy những bộ xương khổng lồ nằm ngổn ngang. Không, chúng ta không đề cập đến cái này. Chúng ta thực sự đang nói về một cái lớn hơn tương tự như bộ xương này. Trong loạt phim hoạt hình Netflix Đảo Đầu Lâu, chúng ta thấy một bộ xương kỳ lạ tương tự nằm trong vùng đất hoang vu ở một vị trí nào đó trên đảo Đầu Lâu. Tương tự như hình ảnh này, những xương sườn khổng lồ này nhô ra khỏi mặt đất. Ngoài ra, hộp sọ của con vật này có chút tương đồng với cái trong GSK. Còn một câu hỏi cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, những thứ này trông như thế nào? Chúng ta đã có xác nhận trong cuốn sách rằng những sinh vật này vào một thời điểm nào đó là những động vật cực lớn. Chúng ta không biết tên, và có lẽ sẽ không thấy những sinh vật này trong hình dạng sống của chúng trong thời gian sớm. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tái tạo con vật này dựa trên những gì đã có. Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu với tư thế. Dựa vào cái đầu lớn và thực tế là xương bả vai của nó rất gần với cái đầu và hông dọc theo chiều dài cơ thể. Chúng ta có thể giả định rằng con vật này có tư thế khá thấp, giống như một con thằn lằn. Thêm bằng chứng để hỗ trợ điều này là sự hiện diện của một cái đuôi rất dài, gần như dài bằng và có thể dài hơn cơ thể thực tế của nó. Nhưng có điều gì đó thiếu sót, chân của nó đâu. Chà, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy những chiếc xương còn lại ở đây. Có lẽ là loài vượn lớn sau khi gặp xác của bộ xương khổng lồ này đã đặt nó để tạo cầu nối tốt hơn giữa hai vùng đất này, di chuyển chân sang một bên, để lại hộp sọ của sinh vật này ở đây, sử dụng răng nanh để giữ nó cố định trên mặt đất để ngăn nó trượt, và trọng lượng phần còn lại của cơ thể đè lên mặt đất, giữ cho các xương sườn và đốt sống treo lơ lửng, đóng vai trò như một cây cầu. Cho đến nay, chúng ta đã ám chỉ rằng thứ này có thể có vẻ ngoài giống là bò sát dựa trên giải phẫu xương của cơ thể nó. Tuy nhiên, hộp sọ của con vật này cũng giống như của một loài thú. Dựa vào việc một số titan có vẻ như là những sinh vật lai giữa các loài động vật hoàn toàn khác nhau, không quá xa vời để nghĩ rằng con vật này có thể chia sẻ đặc điểm của cả động vật có vú và bò sát. Ở Goji Center, chúng tôi đã mạo hiểm tái tạo một trong nhiều cách con vật này có thể trông như thế nào dựa trên những gì đã thảo luận trước đó. Điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là sinh vật này có thể có một yếu tố phát sáng. Tại sao? Lượng calo mà những titan khổng lồ này tiêu thụ sẽ quá lớn, đến mức không thể duy trì được trong thời gian dài. Toàn bộ hệ sinh thái Hollow Earth sẽ bị cạn kiệt thực vật hoặc con mồi khác để giữ cho những thứ này sống sót. Vì vậy, cách hợp lý hơn để giữ cho những sinh vật này sống sót là bằng cách hấp thụ bức xạ. Tương tự như nhiều titan như Godzilla, Ghidorah, Skylla, vân vân. Bức xạ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống của những sinh vật này. Do đó, chỉ hợp lý khi nghĩ rằng những sinh vật này ăn bức xạ và có rất nhiều bức xạ ở đây và không đủ thức ăn trên hành tinh để giữ cho những thứ này sống đủ lâu. Điều này cũng có thể là lý do tại sao những sinh vật này chết. Cá sấu, những loài có giải phẫu xương hơi giống với con này, lão hóa rất chậm và hầu hết thời gian chết do bệnh tật, bị ăn thịt, mất môi trường sống, nhưng hầu như không bao giờ chết do lão hóa. Đó là vì chúng trải qua một hiện tượng được gọi là lão hóa không đáng kể. Khi một sinh vật không biểu hiện bất kỳ bằng chứng nào về lão hóa sinh học, đó là lý do tại sao bạn thấy những loài như rùa và cá sấu lớn sống rất, rất lâu. Những con này thường chết vì những nguyên nhân khác ngoài lão hóa. Vậy, trở lại với bộ xương lớn của chúng ta, những con này có thể đã chết do cơ thể của chúng quá lớn, mà lượng bức xạ không đủ để giữ cho chúng hoạt động.
tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, lượng năng lượng hấp thụ bắt đầu trở nên không thể duy trì được, khiến chúng theo cách nào đó bị thiếu hụt bức xạ và sau đó chết. Bởi vì thành thật mà nói, những thứ này quá lớn để bị săn đuổi bởi bất kỳ thứ gì chúng ta biết. Sự tồn tại, diện mạo và số phận của những sinh vật này sẽ vẫn là một bí ẩn cho đến khi có thêm thông tin và tài liệu chính thức được phát hành. Đây từng là những sinh vật mạnh mẽ, nhưng sự thật vẫn là những titan, các con vượn lớn và các loài động vật khổng lồ khác đã trở thành những sinh vật tồn tại trong Hollow Earth. Ok, clip của anh ấy dừng lại tại đây. Một clip có chất lượng animation cũng như chuyên môn cao như mọi khi đến từ Goji Center. Cảm ơn các bạn đã xem cùng với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.